cửa. Nhớ nhá. Không ai được, không ai được chúng mình thôi. Xin chào mọi người, chào tất cả mọi người. Sao đeo khẩu trang á? À, sợ Covid em ạ. Ngồi stream đông người quá, sợ Covid, tháo ra coi á. Nhưng mọi người không được chê nhá. Với cả mình tháo ra xong rồi mình đeo vào luôn nhá. Tại đeo khẩu trang cũng khó thở lắm, chứ có sung sướng gì đâu mọi người. Nhưng mà cái mồm mình nó cũng chỉ mở ra được gần đấy thôi, nó không thể mở to ra được. Bởi vì là nó giờ như nó như hai con đỉa ấy. Xong rồi nó trụ vào nhau, nhìn chung nó buồn cười lắm. Mình cũng không muốn cởi ra, các bạn lại chụp màn hình. Xong rồi các bạn lại đăng lên group, vì sao mình không lấy được chồng. Cái này là mình cũng thật thà mình nói thế á, không là mình đã off stream rồi. Thứ à. Nhớ nhá. Hôm nay không ai được chụp màn hình thôi. Từ từ đã, mình cũng cười được nữa cơ. Tại vì là nó không cười được. Mồm nó căng quá rồi, giờ sao? Look at this dude. Wait till you see the... No. Nhưng mà không cười được. Tại vì là mới có phun thôi, nên là nó rất là căng, không cười được. Mọi người đâu cảm thấy gì không ạ? Thật ra thì không phải có mỗi mọi người thấy kinh đâu, mình cũng thấy kinh mà mọi người. Nhưng mà nó không phải là nó cứ sống mãi mãi. Mai ngày kia thì nó sẽ hết thôi, nên là mọi người đừng có cười. Mấy ông nữa mình sinh thì mọi người sẽ thấy nó khác thôi. Ai mới làm xong đâu chả thế. Mọi người, mình mở được cái mồm ra mình nói chuyện, đó là cả một sự cố gắng, mọi người có biết gì không? Mình kể cho mọi người nghe cái chuyện hôm nay mình đi phun môi nhá. Thì tức là như thế này này. Hôm nay mình đi, tức là cái việc phun môi là mình đã nghĩ đến nó từ rất là lâu rồi, nhưng mà mình không có can đảm để mình làm. Nhưng mà hôm nọ mình cái spa mà mình hay làm á, thì người ta thấy người ta đăng hình phun môi lên đẹp quá, mình cũng hỏi lại là chị ơi, thứ bảy này em có một buổi chụp hình á, thì cái phun này bao giờ thì nó hết nó bong được nhỉ? Chị bảo là 3-4-5 ngày thôi em ạ. Thì mình bảo là thế là thứ bảy em mà chụp hình thì vẫn mới cắt được đúng không? Thì là chị bảo ừ. Thì là mình cũng bảo là vâng, thế thì mình đặt lịch, mặc dù là hôm sau thì mình cũng hối hận lắm, nhưng mà bởi vì là hôm nay là mùng 1 ấy, các bạn biết là mấy người mà người ta kinh doanh, người ta rất là kỵ bùng với cả thế này để kia mùng 1, nên mình cũng không hủy lịch được. Thế là mình mới quyết định là mình sẽ đi phun môi. Nhưng mà lúc mà mình đi phun á thì từ đã, mình buồn cười quá, mình không nhịn được. Các bạn biết là mấy cái cơ sở spa mà người ta phun môi á là người ta cũng đăng lên là không sưng không đau các thứ đúng không? Toàn nói phép đấy, đau bỏ mẹ luôn được cái thời á. Đau dã man luôn, đau đâu chịu được mình đời mọi người luôn. Là nó vừa đau nó còn vừa sưng nữa chứ. Nó tèo hết cả đấy, mà người ta bảo với mình là không đau không sưng đâu. Nói dối đâu chịu được. Mình đời luôn ấy, là mình đọc hết mấy cái bài review ở phun môi của các spa, thực ra là kiểu mấy bài quảng cáo ấy. Người ta bảo là cam kết không đau không sưng. Xong rồi đây, mọi người nhìn thấy cái gì không? Đấy, không đau không sưng, đau chết mẹ được ấy. Mọi người thấy xấu thì mình cũng biết là xấu, nhưng mà mọi người đừng comment buông lời cay đắng, bởi vì mình buồn lắm. Mọi người hiểu không? Mọi người đừng chê cười. Mặc dù mình cũng biết là xấu chứ, mình có vẻ là mình không biết là mình xấu đâu. Nhưng mà mọi người chê thì mình buồn. Mình đã rất là can đảm, mình mới bật stream lên được đấy. Mọi người có biết không, mình ngồi mình xoay gương suy nghĩ, giờ đấy là con gạo nó còn xa lánh mình. Mọi người nhìn kìa, mỗi hôm nó nằm ở đây này, hôm nay nó ra kia nó nằm, nó có thèm chơi với mình đâu. Ai chỉ muốn làm đẹp, mọi người thông cảm đi đúng không? Ví dụ như là mọi người trong cuộc đời mọi người cũng phải có những cái khoảnh khắc mọi người xấu chứ. Ai muốn kiểu như là ai chẳng muốn đẹp, nhưng mà mình phải đánh đổi thôi. Bây giờ mình muốn là sau này mình sinh thì mình phải chịu xấu một tí chứ, bây giờ biết làm nào. Đúng không? Sau này để mà không cần phải tô son nhiều nữa, sau này để mà thức dậy mà trong mặt nó vẫn tươi tắn, trong mặt nó vẫn xinh đẹp, để không bị ruồng bỏ. Thì tại ông nọ về mẹ mình chê mình xấu ấy, thế là mình lại phải đi phun môi. Mẹ mình, các bạn có biết là mình đi spa, mình làm cái này làm cái kia, là cái gì mẹ mình cũng cản mình, duy chỉ có việc phun môi là mẹ mình còn truyền đạt kinh nghiệm cho mình, các bạn có biết không? Thì hôm nay cái lúc mà đi phun môi về á, thì kiểu trên đường về thì mình không có mạng, thế là mẹ mình gọi điện cho mình không được. Mẹ mình gọi hai lần qua Facebook không được, thế là mẹ mình mới gọi điện qua điện thoại để gọi để hỏi mình. Mẹ mình bảo là thế mày làm sao đây? Xong mình bảo con làm sao đâu, thế sao tao gọi mày không được? Bảo con đi spa, con đang ở ngoài đường. Thế
Thế xong em ngờ, ừ thế hả, tao lại tưởng mày làm sao gọi không được. Lúc ấy là mồm mình đau lắm mọi người ạ, thề luôn là mất mẹ cảm giác rồi, bởi vì nó đau quá. Nó đau đến cái nỗi mà đau chết điếng ấy được, mình kiểu như là đau ngất lên ngất xuống ấy. Đau ơi là đau rồi, mẹ đau phát khóc lên được rồi. Xong rồi mẹ mình quát mình, mình giật mình, mình vừa đi mình vừa tủi thân. Lúc ấy là mình đi ở cái đoạn đường xã đàn ấy. Mà bạn nào đi xã đàn thì biết là ở xã đàn nó có một cái đoạn mà kiểu người ta mới giải sỏi ấy, người ta mới vá đường cái gì, người ta giải sỏi lên ấy. Đi sợ vãi đái, lúc đấy bình thường mình đi hăng lắm mọi người, bình thường mình đi ở ngoài đường cũng ghê lắm, phi vèo vèo ấy. Nhưng mà hôm nay mình phải đi từ từ tại vì mình sợ là nó trượt bánh xe trong cái mồm mình, nó mà út xuống đường thì thôi rồi luôn, thật chết còn hơn là chịu cái cảm giác đấy. Thế là mình sợ lắm, mình đi cứ từ từ rén tại mình chỉ sợ ngã xong rồi úp mồm đất thôi. Đau chịu được, để không ai đau rồi, nó đau mà nó kiểu nó đau dâm gian, nó đau buốt luôn ấy, đau. Thế rồi thế là mình về nhà, thì mình đói quá, mình mở tủ lạnh ra, xong rồi mình lấy táo, lấy bánh với cả lấy xúc xích ra, xong rồi mình ăn mà các bạn có biết là cái mồm của mình nó không mở được ra, xong rồi mình phải lấy một cái xiên, tức là cái dĩa ấy, để mình, tức là mình đồ ăn nhá, mình phải cắt rất là nhỏ ra, xong rồi mình lấy xiên, mình xiên vào, xong rồi thế này. Đấy, hai người cho mồm, đây là nó còn há được to nhá, lúc về nó còn không há được ra cơ, nó khổ chịu được thề luôn ấy. Xong rồi đợi mình có quay lại video cho các bạn xem này, tại vì lúc đấy là mình đang ngồi mình ăn xong mình thấy buồn cười quá, thế là mình quay lại cho mọi người xem. Mọi người có thấy đây là cái mồm của mình lúc mới về này, nó đây mở được ra luôn đi thề, nó đau kinh khủng khiếp luôn. Đây nó sưng như thế này, chính xác là nó không khác gì con đỉa luôn ấy. Đấy mọi người thấy không, thề luôn. Lúc ấy đau ơi là đau, nhưng mà ăn á là phải như này này. Đấy, nó chỉ cắn được một tí, xong rồi là nhét vào trong, xong rồi nhai. Mà các bạn biết là nó là cái sự vừa đau, nó vừa sướng mà nó vừa khổ không? Tại vì sao? Tại vì nhai nó cũng đau nữa. Bất kỳ một cái động tác nhai nào của mình là cái môi của mình nó cũng tê hết cả từ trên xuống dưới, tê sợ cả mép luôn. Thấy không rồi? Xong rồi cố gắng ăn xong rồi, thế là lên nhà xong rồi đi tắm. Mà đi tắm thì người ta có ghi là cố gắng tránh nước 5 tiếng đầu. Thế là mình sợ nước nó chảy vào mồm ấy, thế là mình cứ phải tránh. Hay là tắm mất thời gian hơn mỗi hôm một tí nên là mình mới soi chui muộn đấy. Do mình tắm xong rồi mình soi gương mình vẫn cảm thấy nó cứ thế nào ấy. Đến tầm tối mình suy nghĩ rất là kỹ. Mọi người à, đây mình nhắn cho mẹ mình nghe này. Kiểu như là lúc ấy là lúc mà mình vẫn còn đang phân vân xem là có nên soi chui hay không ấy. Thế là mình mới nằm ở giường xong mình chụp cái ảnh này mọi người ạ, mình chụp cái ảnh này cho mẹ mình. À, mình chụp cái ảnh mà mồm mình nó to như thế này, mình gửi cho mẹ mình bảo là con vừa đi phun môi. Xong mẹ mình bảo mẹ các bạn biết gì không, bình thường mà mình bảo mình đi spa á, mẹ mình sẽ mắng là kiểu tốn tiền, cũng không phải là mắng tốn tiền đâu, nhưng mà mẹ mình lại bảo là lại làm cái này làm cái kia, kiểu là không có ủng hộ lắm ấy. Nhưng mà mình đi phun môi thì mẹ mình lại còn bảo nếu mà xăm chỗ tốt là được lâu đấy, ở quê xăm thì nhanh phai lắm, đau thế có ăn được không. Xong mình cũng bảo là con vẫn ăn tốt, cắt nhỏ ra vẫn ăn được mà. Xong mẹ mình bảo là người ta có dặn kiêng gì không, xong mình bảo có, người ta bảo kiêng hải sản, thịt bò, rau muống, đồ nếp. Xong rồi mẹ mình bảo là uống nhiều nước dừa với ăn nhiều dứa vào nhé. Các bạn có biết là cái mồm mình, mẹ mình với cả bà ngoại mình bảo mình phun môi từ lâu lắm rồi mình không phun không. Bà ngoại mình thì không phun môi, nhưng mà bà ngoại mình thì cứ kiểu gặp mình bà ngoại hay thấy mình kiểu hay tô son ấy, bà ngoại bảo là hay bây giờ chúng mày đi xăm môi đi, bây giờ xăm môi xong không phải tô son nữa, sau đó đỡ độc hại. Là bà ngoại mình cứ bảo thế, xong mẹ mình cũng thế, tại mẹ mình cũng phun ấy, nên là mẹ mình kêu mình là đi phun môi đi từ lâu rồi, nhưng mà kiểu mình biết là phun xong phải kiêng ấy, nên là mình mãi mình không đi, mình cứ chần chừ. Xong rồi hôm nay gặp phải cái spa này bảo là không phải kiêng đâu em, không đau không sưng, chỉ 3-4-5 ngày thôi là nó sẽ bình thường, là nó sẽ bong hết, là nó sẽ đẹp. Thế là mình cũng tin vãi đái luôn, thế là mình cũng đi. Đây không sưng, đây là cái gì, đây chắc là đây là môi bình thường, kiểu được luôn. Review có tâm chị ơi à. Nên là nếu mà các bạn hay là bố mẹ à lộn đau các bạn hay là mẹ các bạn hay là chị gái hay là người yêu các bạn, tất cả những người phụ nữ ở xung quanh các bạn mà có ý định để đi phun môi để có một bờ môi tuyệt đẹp, để có một bờ môi xinh đẹp ăn Tết á, thì nhá các bạn, đây các bạn chụp cái hình này, các bạn đừng đăng lên đâu, nhưng mà các bạn có thể gửi cho những người phụ nữ ấy, để những người phụ nữ ấy suy nghĩ về những cái cam kết của spa là không sưng không đau nhá. Spa nào nó cũng sẽ nói không sưng không đau đâu, nhưng mà mình xin khẳng định là đau chết mẹ luôn nhá, đau chịu được luôn nhá, đau đái ra quần luôn nhá. À đúng rồi, nữa đấy là cái lúc mà mình mới đến spa xong rồi là chị ra ủ tê cho mình, xong chị nhìn môi mình, chị bảo là ui khuôn môi của em đẹp thế,
em mà chỉ cần tiêm lên một tí nữa là xinh lắm. Nhưng mà sau khi mà mình làm xong mà mình nhìn thấy quả môi này thì mình nghĩ là thôi, bao giờ mình có suy nghĩ là mình sẽ tiêm môi đâu mọi người. Bởi vì là trông chắc là nó sẽ không kinh như này đâu. Nhưng mà mình chỉ nhớ cái quả môi cũ của mình thôi. Quả môi mà ngày xưa các bạn biết là có một người từng theo đuổi mình, từng tán tỉnh mình chỉ vì môi mình đẹp không, các bạn có biết không? Đấy, hy vọng là anh đừng xem được cái stream này hay là đừng xem được bất kỳ hình ảnh nào của em sau cái ngày hôm nay.